Em nói sao học tiếng ghê 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 mà người mình nó thể cái gì mình nên lấy rồi. Cái này hờ đau do vàng ngực á. Móc chị cái kèm ấy. Kèm được được xíu. Ở đâu? Không, trị cái bọc nó ra. Rồi, xong rồi. Phải có cái bọc nữa. Rồi, rồi, xong rồi. Rồi. Đâu xong được cục nữa rồi đó, cục to nhất. Cái phần dưới này sẽ hơi đau, hình như em đưa hơi bị xa. Đang gì? Ra sạch rồi. Lâu đời đó kìa. Hồi xưa là cái gắt mà chỗ cái mẹt á to lắm đó. Ra gì nó phải lấy dùng ở nó chục năm rồi. Có người lấy giùm luôn. Ngồi bán chợ á. Chợ gì nó phải cháy rồi á. 20 năm rồi. Tụi mày bị cháy luôn rồi. Không, bà thấy cái mẹt quỷ á. Có bà bánh nướng thì kiên bà lễ mà. Bà Nó gắt. cũng 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 siêu đấy chứ. Gấp hai chỗ này đây này to lắm mà hồi nãy mà thấy cái lưng mẹ cục nó to chót cái lưng vậy mà chủ yếu có mẹ tiền thôi chứ cái người lưng ta không cái cho gì đó sinh ra bụng đá là bụng thịt của ta. Xíu bình thường mà coi chừng cái tay của em vướng nha, răng là mắng mờ đó, đang đẹp mắng mờ cầm
Tí nữa em lướt hết đi rồi em quay lại là không được. Vẫn mờ nghe, chị vẫn thấy mờ, em xa xí nào. À, nhìn như vậy để cái tay vô mới rõ. Chị nạn muốn rõ. Ừ, rồi chị hiểu rồi. Cô gái chỗ cúc này mới về nè, cúc này có nước, đừng có cho mà thấy mà mờ, em lùi xí đi, thấy mờ quá thì mình lùi xí. Bố mẹ em quên luôn. Như sắp mấy giờ này luôn. Đây đây mà. Dạng xong rồi vợ. À, cục này gần hết rồi. Để luôn cái chữ. Cục nhỏ nhỏ cho nên hà hệ lên đúng không? Hả?